Sơ lược về Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper. Đây là Super Form của Kamen Rider Zero One. Hình dạng này được tạo ra bằng cách sử dụng Metal Cluster Hopper, Road Cry Key và Hidden Zero One Driver. Bộ giáp của hình dạng này bao gồm những con châu chấu robot có màu bạc tên là Cluster Cell. Chúng có đặc tính cực kỳ hung dữ và có thể phá vỡ vật thể thông qua tiếp xúc bằng cách ăn mòn ở cấp độ phân tử, cho phép Zero One tạo ra sức mạnh hủy diệt bất kỳ loại vật chất nào thành tro bụi. Chúng tự động gắn vào bộ suit lót trong của Zero One và tạo ra hình dạng tương ứng. Zero One cũng có thể tách những con châu chấu này ra và tấn công kẻ thù bằng bộ đàn châu chấu cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi tách khỏi Zero One, những con robot châu chấu này có thể tái cấu trúc và tạo thành các dạng khác nhau như là chắn hoặc những gai nhọn. Khả năng thay đổi hình dạng này được tạo ra nhờ vật chất cấu tạo nên những con châu chấu robot này. Hidden Metal, đây là vật liệu hư cấu được tạo ra bởi Hidden Intelligence. Nó là kim loại có đặc tính chuyển pha, thay đổi cấu trúc, tự do thay đổi độ cứng, độ dẻo và mật độ tập trung của chúng. Nhờ kim loại này, Zero One có thể tự động điều chỉnh thông số sao cho phù hợp với cuộc chiến, từ đó có sức phòng thủ hoàn hảo, giảm thiểu thiệt hại và sát thương nhận được bằng cách gia tăng độ cứng và mật độ ở những bộ phận chịu đòn. Trong hình dạng này, Zero One cũng có khả năng tăng cường tối đa sức mạnh cơ bắp và kiểm soát năng lượng, giúp người dùng có được sức mạnh siêu phàm nhờ các đường tín hiệu màu xanh vàng trên bộ giáp. Không những thế, Hidden Metal còn cải thiện khả năng di chuyển và tạo ra sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc. Đồng thời hình dạng này cũng giúp Zero One nâng cao khiếu giác. Phần mắt chứa cực nhiều cảm biến giúp xác định mục tiêu, phát hiện các bước sóng đặc biệt cùng với khả năng chụp X-quang cũng như đo nhiệt độ. Phần anten trên đầu của Rider này giúp kết nối với vệ tinh Gaia, nhưng trong lần chuyển đổi đầu tiên của Aruto do Amatsukai Camera Rider Sauser cưỡng chế, hình dạng này được tạo ra cùng với một phần mềm độc hại được cài đặt trong Metal Cluster Hopper Frog Strike. Việc sử dụng sẽ bị lỗi điều khiển cưỡng chế bắt buộc kết nối với vệ tinh Arc. Kết quả là tâm trí của Aruto bị nhốt trong vệ tinh Arc và cơ thể vật lý bị điều khiển bởi ác tâm của Arc tấn công bất cứ ai trong tầm mắt. Việc này còn làm cho Zero One không thể sử dụng bất cứ key nào khác. Để chống lại điều này, Izu đã sử dụng dữ liệu của tất cả các Frog Strike và tạo ra Frog Cry Hopper Play, đưa ý thức Aruto trở lại và xóa bỏ phần mềm độc hại của Arc, cho phép Aruto sử dụng hình dạng này cùng với các hình dạng khác một cách an toàn. Đòn tất sát của hình dạng này gồm có Metal Rising Impact, Frog Rising Strut, Final Strut, Giant Strut, Ultimate Strut, Kamen Rider Zero One, Metal Cluster Hopper. Có chiều cao 196,5 cm, nặng 110,7 kg, cùng với lực đấm 44,8 tấn, lực đá 93 tấn, nhảy tối đa được 102,9 m và tốc độ tối đa là 100 m/1.2 giây. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper.